Xin chào tất cả các em. Ở bài học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập ở trong sách giáo khoa của phần luyện tập bài 7, đó là bài phương trình quy về phương trình bậc 2. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 39. Bài 39 yêu cầu các em giải các cái phương trình bằng cách là chúng ta đưa về phương trình tích. Bằng cách đưa về phương trình tích, tức là phương trình nào chưa đưa về phương trình tích thì các em đưa về, còn phương trình nào đã đưa về rồi thì chúng ta đi giải. Đúng ạ? Chúng ta sẽ có bài 39A. 39A như sau là 3x bình phương. 3x bình phương trừ đi 7x trừ đi 10. Tất cả nhân với 2x bình cộng với 1 trừ đi căn 5 nhân với x cộng với căn 5 trừ 3 bằng 0. Như vậy phương trình này đã đưa về phương trình tích rồi, thì hoặc là 3x bình trừ đi 7x trừ 10 bằng 0, hoặc là cái thừa số bên này bằng 0. Như vậy ở đây các em sẽ suy ra nó sẽ hoặc là gì các em? 3x bình phương trừ đi 7x trừ đi 10 bằng 0. Hoặc là 2x bình này trừ đi 1 cộng với 1 trừ căn 5 nhân với x cộng với căn 5 trừ 3 bằng 0. Vì sao lại như này? Chúng ta có tích của hai thừa số đúng không ạ? Đây là thừa số thứ nhất, đây là thừa số thứ hai. Tích bằng 0 khi một trong hai thừa số bằng 0. Cô đặt phương trình này, phương trình 1, phương trình 2. Em đi giải hai phương trình 1, 2 thì chúng ta sẽ được nghiệm của cái phương trình A. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ đi giải cái phương trình 1. Thì ta có là 3x bình trừ đi 7x trừ 10 bằng 0. Em có hệ số A trừ đi B. A trừ B cộng C thì bằng 3 trừ đi trừ 7. Rồi cộng với âm 10. 3 trừ đi trừ 7 tức là bằng 3 cộng 7 đúng không ạ? 3 cộng 7 bằng 10. 10 cộng với âm 10 thì cái này bằng 0. Khi mà A trừ B cộng với C bằng 0 thì cái phương trình 1 của chúng ta sẽ có hai nghiệm. Có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là bằng trừ 1. Và nghiệm thứ hai sẽ bằng trừ của C chia A. Trừ C chia A ở đây chính là bằng 10 phần 3. Được chưa ạ? Như thế là chúng ta vừa giải xong được cái phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai chúng ta giải phương trình 2. Giải phương trình 2 thì phương trình 2 là 2x bình phương cộng với 1 trừ đi căn 7 nhân với x. 1 trừ căn 5 nhân với x cộng với căn 5 trừ đi 3 bằng 0. Phương trình 2 này có này hệ số A cộng với B cộng với C sẽ bằng 2 cộng với 1 trừ căn 5 cộng với căn 5 trừ đi 3. Vậy căn 5 trừ căn 5 hết đúng không ạ? 2 cộng với 1 bằng 3 trừ 3 hết. Như vậy thì phương trình 2 của chúng ta sẽ có hai nghiệm. X1 bằng 1 và X2 bằng C chia A. Tức là bằng căn 5 trừ 3 tất cả chia cho 2. Như vậy, cái phương trình ban đầu của chúng ta, nghiệm của phương trình ban đầu chính là nghiệm của phương trình 1 và nghiệm phương trình 2. Vậy phương trình A của chúng ta có 4 nghiệm. Nó sẽ có 4 nghiệm. X1 bằng trừ 1. X2 bằng 10 phần 3. X3 của chúng ta bằng 1. Và X4 của chúng ta bằng căn 5 trừ 3 chia 2.
Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nhá, để cô và các em chuyển sang ý tiếp theo. bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang ý B. Ý B của chúng ta ở đây là x mũ 3 cộng với 3x bình trừ đi 2x trừ 6 bằng 0. X mũ 3 cộng 3x bình phương trừ đi 2x trừ 6 bằng 0. Như vậy chúng ta cùng giải phương trình này. Thì cái phương trình này nó tương đương với các em sẽ đi nhóm hai cái hạng tử đầu tiên với nhau. Hai cái hạng tử đầu này thì có x bình là nhân tử chung, các em đặt x bình ra ngoài. Đặt x bình ra ngoài thì nó sẽ còn là x cộng 3. Được chưa ạ? Hai cái hạng tử sau các em đặt trừ 2 ra ngoài, trong ngoặc cũng còn x cộng với 3. Chúng ta cùng soát lại này. X bình phương nhân với x bằng x mũ 3, x bình nhân với 3 thì bằng 3x bình, đúng không ạ? Trừ 2 nhân x bằng trừ 2x, trừ 2 nhân với dương 3 thì bằng âm 6. Vậy đến đây chúng ta thấy có xuất hiện là x cộng với 3 là nhân tử chung, các em đặt x cộng với 3 ra ngoài. Trong ngoặc của chúng ta sẽ còn là x bình trừ 2. Như vậy thì cái biểu thức này bằng 0 khi nào các em? Khi hoặc là x cộng với 3 bằng 0 hoặc là x bình trừ đi 2 bằng 0. Đúng chưa nào? Vậy x cộng với 3 bằng 0, vậy thì x nó sẽ bằng 0 trừ đi 3. Như vậy x nó sẽ bằng âm 3. Đúng chưa? X bình trừ đi 2 bằng 0, tức là x bình của chúng ta nó sẽ bằng 0 cộng với 2, tức là x bình bằng 2. Như vậy thì cái này tương đương với lại là x bằng trừ 3. X bình bằng 2 thì x này nó bằng cộng trừ căn 2. Đúng chưa? Cộng trừ căn 2. Như vậy là chúng ta có phương trình này sẽ có 3 nghiệm. Một nghiệm là bằng trừ 3, một nghiệm bằng căn 2 và một nghiệm bằng trừ căn 2. Đúng ạ? Vậy phương trình B sẽ có 3 nghiệm. X1 bằng trừ 3, X2 bằng căn 2 và X3 bằng trừ của căn 2. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang ý C nhé các em. C của ta ở đây là x bình trừ đi 1. X bình trừ đi 1 tất cả nhân với 0,6x cộng với 1 thì bằng 0,6x bình phương cộng với x. Bây giờ chúng ta sẽ giải phương trình này xem thử nó như nào ở đây. Vậy phương trình này nó sẽ tương đương với này. Ta có x bình trừ đi 1 thì nó chính bằng x bình trừ đi 1 bình. Vậy thì nó chính bằng là x trừ đi 1 nhân với x cộng 1. Được chưa? Nhân tiếp với 0,6x cộng với 1. Đấy, thì bằng cái này cô đặt x, x đứng một mình, tức là bản chất của nó chính là bằng x nhân 1. Bạn nào có thể ghi nhân 1 vào cũng được. Vậy chúng ta có x này, được chưa? Trong ngoặc sẽ bằng 0,6x cộng với 1. Được chưa nào? Ở đây thì cô xin lỗi em một chút là chúng ta giữ nguyên cái này thôi, không cần phải biến đổi đâu. Biến đổi lát nữa lại phải quay lại nên là đây. Về bên này các em giữ nguyên cho cô, đó là
x bình trừ đi 1 các em giữ nguyên. X bình trừ 1 chúng ta đi nhân với 0,6 x cộng với 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vế sang. Như vậy chúng ta có x bình trừ đi 1 nhân với 0,6 x cộng 1 các em giữ nguyên. Được chưa? Trừ đi x nhân với 0,6 x cộng với 1 thì bằng 0. Thế cái này thì có là gì? 0,6 nhân với x cộng với 1 là nhân tử chung. Vậy các em đặt 0,6x cộng 1 ra ngoài. Phần còn lại của chúng ta chính là bằng x bình trừ đi 1 rồi lại trừ đi x. Đúng không nào? Bằng 0. Bây giờ chúng ta giải cái phương trình này ra. Ta giải cái phương trình này để chúng ta được cái nghiệm đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có tích là gì? 0,6 nhân 0,6 nhân với x cộng với 1 nhân với lại cái thừa số bên này bằng 0. Vậy tích bằng 0 khi lần lượt từng thừa số bằng 0 đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có là hoặc là 0,6x cộng với 1 bằng 0 hoặc là x bình trừ đi x trừ đi 1 bằng 0. Chúng ta giải hai cái phương trình ra thì nó chính là nghiệm của cái phương trình C. Đúng không ạ? Vậy cô đặt phương trình này là phương trình 1 đi, phương trình này phương trình 2 đi. Trước tiên chúng ta sẽ đi giải phương trình 1. Giải phương trình 1 thì ta có là 0,6 nhân với x cộng với 1 bằng 0. Đúng không? Như vậy thì chúng ta có 0,6 nhân với x thì nó sẽ bằng là 0 trừ đi 1. Vậy chúng ta sẽ có là 0,6x thì nó sẽ bằng âm 1. Đúng chưa? Vậy thì x nó sẽ bằng âm 1 chia cho 0,6. Đúng nào? Âm 1 chia cho 0,6 thì các em bấm máy tính ra thì nó sẽ bằng âm 5/3. Bằng âm 5/3. Tiếp theo các em hãy giải phương trình thứ hai cho cô. Giải phương trình 2. Phương trình 2 của chúng ta đó là x bình phương trừ đi x trừ đi 1 bằng 0. Đối với phương trình này các em sẽ tính delta ra. Vậy chúng ta sẽ có delta bằng b bình phương trừ đi 4ac. Như vậy nó bằng trừ 1 bình trừ đi 4 nhân với 1 nhân với âm 1. Đúng không ạ? Cái này thì nó sẽ bằng 4 này, 4 cộng với 1 bằng 5. 5 thì rõ ràng lớn hơn 0. Đúng chưa ạ? Lớn hơn 0. Như vậy đến đây thì chúng ta sẽ có là căn của delta thì bằng căn của 5. Thế thì cái phương trình 2 của chúng ta sẽ có hai nghiệm. Có hai nghiệm. X1 bằng trừ B, tức là 1 đúng không ạ? Cộng với căn delta là 5, chia cho 2 lần A, tức là chia 2. X2 bằng 1 trừ đi căn 5, chia 2. Như thế thì nghiệm của cái phương trình C, nghiệm của phương trình ban đầu này này, phương trình C này chính là nghiệm của hai phương trình 1 và 2. Mà phương trình 1 chúng ta có một nghiệm là âm 5/3, phương trình 2 có hai nghiệm như này. Như vậy phương trình C chúng ta có tất cả là 3 nghiệm, đúng không nào? Vậy phương trình C có 3 nghiệm. X1 bằng âm 5/3. X2 bằng 1 cộng với căn 5 chia 2. Và X3 bằng 1 trừ căn 5 chia 2. Đấy. Trên đây là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái ý C của bài tập số 39.
Tiếp theo chúng ta còn một ý nữa, đó là ý D của bài tập này. Bạn nào cần có thể dừng video lại một chút, bây giờ cô chuyển sang ý D nhá. Ý D của ta ở đây là ta có phương trình x bình cộng với 2x trừ 5 tất cả bình phương thì bằng gì? X bình trừ đi x cộng 5 tất cả bình. Vậy để giải phương trình này bằng cách đưa về phương trình tích thì em làm như sau. Nó tương đương với x bình cộng với 2x trừ 5 tất cả bình trừ đi x bình trừ x cộng 5 tất cả bình phương thì bằng 0. Vậy cái này cái em sẽ đưa về dạng phương trình là a bình trừ b bình. A bình trừ b bình thì nó sẽ bằng a cộng b nhân a trừ b, đúng không ạ? Như vậy thì bằng x bình cộng với 2x trừ 5 cộng với x bình phương trừ đi x cộng 5. Đây là a cộng b nhân với a trừ b tức là x bình cộng với 2x trừ 5 trừ đi cái biểu thức này. Như vậy đây cô thay bằng cái ngoặc vuông đi. Trừ đi x bình trừ x cộng 5. Đấy. Và kết quả này chúng ta thì bằng bằng 0. Đúng nào? Như vậy sẽ tương đương với x bình này cộng với x bình này thì bằng 2 lần x bình phương 2x trừ đi x thì còn cộng x trừ 5 cộng 5 hết. Đúng chưa ạ? Tiếp theo phương trình này ta sẽ phá cái ngoặc tròn này đi. Vậy ta có x bình cộng 2x trừ 5 trừ đi x bình phương cộng x trừ 5 bằng 0. Đúng chưa ạ? Vậy cái này tiếp tục tương đương với hai cái này thì có x là nhân tử chung cô đặt ra ngoài. Trong ngoặc sẽ là 2x cộng 1. Được chưa? X này đứng một mình bản chất là x nhân 1. Đặt x ra thì nó còn 2x cộng 1. Vậy cái này chúng ta có x bình trừ x bình hết này. 2x cộng với 1x thì bằng 3x này. Đây 2 này hết đúng không ạ? 2x cộng với 1x bằng 3x. Trừ 5 trừ đi 5 thì bằng trừ 10. Đúng không nào? Như vậy đây sẽ là 3x trừ đi 10 bằng 0. Và tích 3 thừa số này bằng 0 thì khi và chỉ khi hoặc là x bằng 0 hoặc là 2x cộng 1 bằng 0 hoặc là 3x trừ đi 10 bằng 0. Đúng chưa ạ? Vậy cái này tiếp tục tương đương với này. Hoặc là x bằng 0 này. 2x cộng với 1 bằng 0, vậy 2x bằng trừ 1. 2x bằng trừ 1, vậy x nó sẽ bằng trừ 1 phần 2. Cuối cùng ta là 3x bằng 10, như vậy x sẽ bằng bằng 10 phần 3. Đúng chưa ạ? Và như thế là chúng ta đã ba cái giá trị của x này chính là ba nghiệm của phương trình D. Vậy phương trình có ba nghiệm là bằng 0, bằng âm 1 phần 2 và 10 phần 3. Vậy em kết luận lại cho cô. Vậy phương trình D có 3 nghiệm x1 bằng 0, x2 bằng âm 1 phần 2 và x3 bằng 10 phần 3. Được chưa? Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 39 ở trong sách giáo khoa. Các em hãy về làm tiếp cho cô bài tập số 40 nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em nốt bài tập 40. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.